Chào anh em nha. Trở lại kênh máy công cụ Đức Tùng, em xin review cái con Ezeki hai máy nha anh em. E255. Đây. 255 0.54 lít. Máy còn rất là đẹp nha anh em. Rồi, test nổ thử anh em. Anh em nào có nhu cầu xin liên hệ với số điện thoại là 0938 312 207 nha anh em. Công ty Đức Tùng. Em xin cảm ơn anh em ạ. À.